Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, thì hàng chục hộ dân ở bản Sơn Thành có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Trước tình hình trên, thì các lực lượng và chính quyền địa phương đã phải di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi ảnh hưởng của đợt mưa lũ sắp tới. Đã 4 ngày nay, ông Lương Văn Thắng không dám ở lại trong chính ngôi nhà của mình. Để cứu lấy tài sản cả đời tích góp, ông đành tháo dỡ cất tạm, tránh đất đá vùi lấp. Do sạt lở đất, cả gia đình ông trở thành những người không có nhà ở. Hiện tại bây giờ là phải nhờ nhà hàng xóm để tạm thời ở tạm. Còn hiện tại bây giờ là cái đất ở chỗ này là cũng không đảm bảo để ở được nữa. Vì đất hắn sụt lở quá nguy hiểm. Bản Sơn Thành, xã Tà Cạ có 118 hộ dân sinh sống. Không phải là địa bàn bị lũ quét, nhưng cùng với nhà ông Thắng, hiện nay có hơn 30 hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất. Những ngôi nhà đã gắn bó với người dân hàng chục năm nay, bây giờ họ đều phải dỡ bỏ để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ đến. Tức là dư mưa thêm được khoảng chỉ có 2 tiếng nữa thì có thể là sẽ mưa thì đất thì tấp khoảng 4-5 hồ nữa, chứ nguy cơ phải di dời. Chúng tôi đang dồn toàn lực các cái lực lượng có liên quan để phối hợp với nhân dân tiến hành tháo dỡ khẩn cấp các cái ngôi nhà, các cái vị trí xung yếu mà có tiềm ẩn cái nguy cơ đe dọa sẽ sạt lở đất trong thời gian tới để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nước lũ đã rút nhưng nguy cơ sạt lở đất vẫn còn rất cao do địa chất kém. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Nghệ An cùng với các lực lượng và bà con nhân dân đang chạy đua để hoàn thành di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn trước khi có trận mưa lớn tiếp theo.